Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đậu Quỳnh Trang, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đang theo học thạc sĩ truyền thông tại Đại học Korea, Hàn Quốc. Mình ở Hàn Quốc đã được hơn 2 năm rồi và năm học kỳ tới sẽ là học kỳ thứ 3 của mình tại trường Đại học Korea. Trong quá trình học thì mình nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ giáo sư, thầy cô trong khoa và cũng như là bạn bè trong cùng khóa hoặc là cùng khoa. Nên là mình hầu như là cảm thấy rất là thoải mái khi mà đang theo học tại cao học tại trường. Tuy là vất vả bởi vì giáo trình cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn nên là nhưng mà nói chung là cũng vượt qua được nhờ sự giúp đỡ của bạn bè. Và hiện tại mình cũng đang nhận được học bổng của trường, nên là vấn đề về tài chính thì mình cũng cảm thấy là thoải mái hơn. Bên cạnh đó thì thầy cô trong trường cũng tạo điều kiện cho mình đi làm thêm tại trung tâm Hàn ngữ của trường Đại học Korea. Nên là mình cũng nói chung là cũng đang tận hưởng những cái khoảnh khắc của cuộc sống cao học. Thì cơ sở vật chất của trường Korea rất là tốt, thư viện cũng cực kỳ to luôn. Nên là khi mà muốn đọc sách gì á, thì các bạn có thể vô thư viện và tìm sách cũng rất là dễ dàng. Mình rất là thích điều đó ở đây. Và mọi thứ trong trường nói chung là cũng rất là tiện lợi. Theo như cá nhân mình nghĩ thì khi hồi xưa lúc mà mình đi học đại học xong á, thì mình không nghĩ là mình sẽ học lên cao học nữa đâu. Nhưng mà sau đó thì mình đi làm, nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy là kiến thức vẫn còn thiếu hụt, nên là mình quyết định là đi học thêm cao học. Và khi đến đây thì mình cảm thấy là mình đã không quyết định sai lầm. Khi mà đến đây mình đã học rất là nhiều điều từ thầy cô, bạn bè, học cả tiếng Anh thêm, học thêm tiếng Hàn và cả chuyên ngành nữa. Thì mình nghĩ là nếu các bạn có cơ hội hoặc là có mong muốn được đến Hàn Quốc học thì hãy đến trường Korea nhé. Xin chào các bạn, mình tên là Thiên Trang, mình đến từ Hồ Chí Minh và hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 khoa tâm lý học trường Đại học Korea. Mình sang Hàn và hoàn thành các học ngôn ngữ đến cấp 5 thì sau đó mình đã vào thẳng đại học. Nói thật thì lúc đầu mình rất chi là bỡ ngỡ và rất là không biết phải tiếp nhận với cuộc sống mới thế nào, vì cuộc sống cũng như là cách sinh hoạt và học tập của các bạn sinh viên Hàn Quốc rất là khác với các bạn sinh viên Việt Nam của mình. Nhưng mà may mắn là mình đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo sư cũng như là các bạn học sinh cùng khoa, và mình đã vượt qua cái nỗi sợ hãi đó cũng như thông qua chương trình và hoạt động gọi là khui xa của trường, là hoạt động dành cho các bạn học sinh mới, các bạn học sinh quốc tế để có thể hiểu rõ về trường hơn, cũng có thể nắm về cách sinh hoạt học tập của các bạn sinh viên Hàn Quốc như thế nào. Thông qua chương trình đó thì các bạn có thể hòa nhập với cuộc sống ở Hàn Quốc rất là tốt. Không chỉ đó, không những đó mà ở trường mình còn tạo điều kiện cho các bạn sinh viên quốc tế như là các khóa học bổng khác nhau, rất là đa dạng về các khóa học bổng. Các bạn có thể chọn cái học suất học bổng nào phù hợp với mình và các bạn có thể đăng ký để nhận được cái học bổng và hoàn thành khóa học tốt. Thông qua đó thì mình đã có một năm học tập rất là vui vẻ và mình đang đợi học kỳ tiếp theo của mình là năm 2. Cũng như vậy, các bạn hãy cùng mình đến đây và trải nghiệm cuộc sống cũng như văn hóa ở Hàn Quốc nhé. 안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Minh Hoàng, mình đến từ Hà Nội. Kể từ đó đến bây giờ đã là được 11 tháng kể từ khi mình đến tới Hàn Quốc, và hiện tại cuộc sống của mình rất là thoải mái và cũng như đã quen thuộc với cuộc sống bây giờ. Chính vì hiện tại mình đang theo học tại trường trung tâm Hàn ngữ của trường Đại học Korea University, và có rất là nhiều điểm ở trường này mà mình rất là thích. Đó là thứ nhất, đó là những bài giảng ở trên lớp này thì được thầy cô chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và được truyền tải đến học sinh một cách rất là bài bản. Đó là lý do mà mình có thể nói tiếng Hàn rất là trôi chảy, và có thể đến hiện tại đến bây giờ mình có 6 người bạn rất là thân của là người Hàn Quốc, và mình có thể giao tiếp cũng như sinh hoạt với họ hàng ngày. Chính vì những bài giảng này mà cũng như văn hóa cũng như các lối sống của người Hàn Quốc mình có thể hiểu rõ thêm đó. Thì điểm thứ hai của trung tâm mình rất là thích, đó chính là các hoạt động ngoại khóa của trường. Chính những hoạt động ngoại khóa này khiến mình có thể hiểu thêm về văn hóa của người Hàn Quốc, cũng như các trò chơi dân gian, cũng như các lối ăn lẫn cách ăn mặc của người Hàn Quốc.
Và điểm thứ ba đó là trung tâm Hàn ngữ là trung tâm có số lượng học sinh người nước ngoài nhiều nhất ở tại Hàn Quốc, và đó là cơ hội mà có thể giúp mình có thể kết bạn với những học sinh du học sinh khác của nước ngoài. Đó. Và sau 11 tháng sống ở Hàn Quốc thì mình đã quen với các món ăn. Mới đầu tiên thì ăn có vẻ rất là cay, nhưng mà càng ngày càng ăn thì mình hợp hơn và có thể ăn được những món cay. Nếu mà các bạn muốn đến Hàn Quốc thì mình rất là khuyên hãy đến với trung tâm Hàn ngữ của trường đại học Korean City. Đến với đây thì bạn có cơ hội trải nghiệm rất là nhiều thứ mới mẻ và có một cơ hội để có thể rèn luyện tốt hơn về tiếng Hàn Quốc. Và mình cũng xin nói thêm là học ở tại trung tâm Hàn ngữ không chỉ bổ trợ cho việc nói mà cả việc nghe, việc đọc lẫn việc viết. Và điều này thì cũng rất là giúp ích cho việc có thể vào đại học cũng như học cao học ở tại trường Korean University. Và rất mong gặp lại các bạn.